tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các quý thầy cô cũng như các quý đồng nghiệp có mặt trong buổi trường ngày hôm nay. Tôi ngày hôm nay cũng rất là vinh dự có mặt ở đây lần thứ hai để trao đổi và chia sẻ về chủ đề viêm mũi dị ứng ở trẻ em. Như lúc nãy sư quý vừa giới thiệu, những bệnh lý về viêm mũi dị ứng là những bệnh lý mà chúng ta rất là thường gặp trong tháng và những bệnh lý này thì có thể là không nặng nhưng thường là diễn biến rất là dai dẳng và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngày hôm nay thì cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ và cập nhật về chẩn đoán viêm mũi dị ứng, cập nhật về điều trị viêm mũi dị ứng và các nhóm bệnh cường mắc như là hen phế quản hay là rối loạn giấc ngủ. Trước hết là chúng ta xem về định nghĩa viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng là cái tình trạng kích thích và phản ứng của niêm mạc mũi trước các tác nhân gây dị ứng. Chúng ta cần phải phân biệt viêm mũi dị ứng và viêm mũi xoang dị ứng. Thì tôi cũng muốn làm rõ thêm về vấn đề này. Nếu mà ở người lớn thì bây giờ theo quan điểm hiện tại thì viêm mũi dị ứng và viêm mũi xoang dị ứng là giống nhau. Nhưng chúng ta có thể gọi cái khái niệm là chẩn đoán là viêm mũi dị ứng cũng được hoặc là viêm mũi xoang dị ứng cũng được. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống niêm mạc mũi và hệ thống xoang có cùng chung một cái biểu mô, có cùng chung cấu trúc. Khi mà các tác nhân gây kích thích thì xuất tiết ở mũi cũng giống như là xuất tiết ở niêm mạc xoang. Và những cái dịch mũi mà các bạn nhìn thấy trên lâm sàng phần lớn là từ xoang. Do đó thì ở trẻ em trên 12 tuổi và người lớn thì chúng ta có thể dùng chung khái niệm là viêm mũi dị ứng hay là viêm mũi xoang dị ứng. Tuy nhiên thì ở trẻ nhỏ, nếu như chúng ta nhìn vào cái quá trình phát triển xoang của trẻ nhỏ ngay từ khi mới ra đời thì chúng ta có thể thấy là cái hệ thống xoang bắt đầu là có từ xoang hàm sau và xoang hàm bướm. Sau đó thì theo cái quá trình lớn lên của trẻ đến 5-6 tuổi thì sẽ có xoang hàm trước phát triển, 5 tuổi thì hệ thống xoang trán, xoang hàm và 12 tuổi trở lên thì sẽ có hệ thống xoang trán. Thì như vậy nếu như mà chúng ta chẩn đoán là viêm xoang của trẻ em chúng ta cần phải hết sức thận trọng, bởi vì khi chúng ta nói đến thuật ngữ viêm xoang chúng ta gây ra sự hoang mang và lo lắng cho gia đình bệnh nhân. Thế vậy trong trường hợp nào ở trẻ em chúng ta chẩn đoán là viêm mũi dị ứng và trong trường hợp nào thì chúng ta chẩn đoán là viêm mũi xoang dị ứng? Thì tốt nhất là với những trẻ mà hệ thống xoang chưa phát triển hoàn thiện, tức là dưới 12 tuổi thì chúng ta dùng thuật ngữ là viêm mũi dị ứng. Còn đối với những trẻ mà dưới 12 tuổi thì chúng ta viêm mũi xoang dị ứng, và với những trẻ mà dưới 12 tuổi thì chúng ta dùng thuật ngữ là viêm mũi dị ứng. Còn trong những trường hợp mà các bạn muốn chẩn đoán chính xác, ví dụ như là viêm mũi xoang dị ứng bụng nhiễm, thì các bạn cần phải có nội soi và có bằng chứng như là dịch chảy ra từ khe ướm xạ hay là từ khe sữa, thì lúc đấy các bạn có thể chẩn đoán là viêm mũi xoang dị ứng bụng nhiễm ở những em bé nhỏ hơn. Chúng ta thấy tỷ lệ viêm mũi dị ứng rơi vào khoảng từ khoảng 29% đến gần 40%, như ở Mỹ là khoảng tầm 20 triệu người mắc, và cái số lượng tiền hàng năm mà chi trả cho việc điều trị viêm mũi dị ứng rơi vào khoảng tầm gần 1 tỷ, hơn 1 tỷ đô. Cái tần suất mà viêm mũi dị ứng này thì cũng khác nhau khi mà chúng ta sử dụng các cái bộ công cụ khác nhau để mà chẩn đoán. Như các bạn nhìn thấy là cái bộ công cụ, nếu mà sử dụng bộ công cụ là ô hộp thì cái tỷ lệ viêm mũi dị ứng rất là cao. Cái bộ công cụ là thăm khám lâm sàng và bộ công cụ là các cái test để dị ứng, và nó cũng khác nhau ở lứa tuổi, như là từ lứa tuổi 6 đến 12 tuổi thì thấy rằng nếu mà sử dụng bộ ô hộp thì cái tỷ lệ viêm mũi dị ứng ở vị trí cao nhất và cái test dị ứng là thấp nhất. Nhưng ở độ tuổi 20 đến 29 tuổi thì sẽ có sự trùng nhau, sự kết quả giữa bộ ô hộp và cái test dị ứng. Và cái tình tần suất dị ứng này thì nó cũng thay đổi, là lứa tuổi cao nhất là từ 0 đến 20 tuổi, và sau đó thì đến cái lứa tuổi ở người lớn từ 60 đến 80 tuổi giảm xuống nhất. Đối với cơ chế của viêm mũi dị ứng thì viêm mũi dị ứng mà nghe thấy quả nó trong một cơ thể, nên lát nữa thì có giáo sư Diệu Quý sẽ trình bày rất là chi tiết về cái phần này, nên tôi xin phép sẽ được bỏ qua phần này. Các dị nguyên gây bệnh ở các dị nguyên mà khởi phát cơn dị ứng ở viêm mũi dị ứng như là lợn, động vật, phấn hoa, các cái bọ nhà, các cái dị nguyên mà truyền thống. Ngoài ra thì căng thẳng, stress, tức giận và môi trường ô nhiễm cũng có thể gây khởi phát cơn dị ứng. Thậm chí các bạn sẽ thấy là trong mùa hè rất là nhiều, các bạn vừa bỏng háng có thể thấy là tại sao mùa đông mà viêm mũi dị ứng nhiều ra đây, nhưng mùa hè
thời tiết khí hậu ấm và cũng dị ứng rất nhiều. Bởi vì là khi mà mùa hè ở những cái nước như chúng ta sử dụng điều hòa nhiều, khi bệnh nhân ở trong nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài, nếu như là thay đổi cũng có thể là một yếu tố kích thích khởi phát cơn dị ứng. Đối với chẩn đoán viêm mũi dị ứng thì tôi nhấn mạnh có ba vấn đề. Thứ nhất là các bạn chẩn đoán được là có phải là viêm mũi dị ứng hay không, thứ hai là mức độ viêm mũi dị ứng, và thứ ba là sẽ nguyên gây bệnh. Vấn đề này rất là quan trọng bởi vì sẽ quyết định việc là lựa chọn thuốc gì điều trị và mức độ điều trị như thế nào, cũng như là vấn đề theo dõi và quản lý sau đó. Các cái triệu chứng của viêm mũi dị ứng thì chắc hẳn là chúng ta đều đã biết, như là chảy nước mũi, ngứa mũi, đau mắt, ngứa mắt, ngứa hắt hơi, rồi thậm chí là ngứa ở trong ống tai và ngứa họng. Trong đó thì nó có những dấu hiệu đặc thù như là chảy nước mũi trong, ở mô tạng của nước mũi trong hay là nước suối. Và thỉnh thoảng thì các bạn sẽ thấy những cái cơn hắt hơi đấy của bệnh nhân kèm theo cả viêm kết mạc, hay bệnh nhân sẽ than vãn là cảm thấy, nếu mà trẻ lớn hoặc người lớn sẽ than vãn là cảm thấy ngứa ở trong tai và ngứa cả họng nữa. Như vậy khi mà chẩn đoán viêm mũi dị ứng, chúng ta dựa vào thăm khám các cái triệu chứng lâm sàng, bệnh sử cũng như là thăm khám lâm sàng. Khi thăm khám lâm sàng, cái triệu chứng quan trọng nhất đấy là nhìn thấy quấn mũi trước nề và nhợt màu. Đây là một cái dấu hiệu đặc hiệu về chẩn đoán viêm mũi dị ứng. Cái dấu hiệu này khá là đơn giản, chúng ta có thể dùng cái băng soi cửa trước, băng mũi ra để có thể nhìn thấy ngay cái quấn mũi trước và đánh giá được cái triệu chứng này không khó khăn một chút nào cả. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh sẽ có hai cái nhóm triệu chứng và trên lâm sàng chúng ta có thể phân biệt, chúng ta cần phải lưu ý để tránh bỏ sót các tổn thương cũng như là bị nhầm lẫn. Như là nhóm triệu chứng quy mô bao gồm là triệu chứng xuất hiện một bên mũi, chảy mũi vàng xanh, đau nhức vùng mặt, có chảy máu mũi hoặc là kèm theo triệu chứng mất ngực. Và cái nhóm triệu chứng quy hai là chảy mũi trong, ngạt mũi, hắt hơi liên tục thành tràn, ngứa mũi và viêm kết mạc. Thì cũng xin nhấn mạnh thêm là các bạn chỉ cần hỏi thấy có một trong số các triệu chứng ở nhóm quy mô thì lúc đấy các bạn đã không thể nghĩ đến viêm mũi dị ứng rồi, mà chúng ta cần phải cảnh giác nghĩ tới các bệnh lý khác để chúng ta tránh bỏ sót những tình trạng bệnh lý của bệnh nhân. Chúng tôi đã từng gặp rất là nhiều bệnh nhân, ví dụ như là cũng hắt hơi, cũng chảy mũi, nhưng mà nó chỉ có ở bên mũi sau một thời gian rất là dài và điều trị viêm mũi dị ứng cỡ không đỡ, thì đến khi đi nội soi phát hiện ra là có dị vật trong mũi. Nhưng mà cái dị vật đấy nó chưa đến mức mà nó bội nhiễm, nó chảy ra màu xanh của vàng, nhưng mà nó biểu hiện giống hệt như một cái tình trạng dị ứng, nhưng mà nó chỉ có ở một bên mũi thôi. Rồi những cái dị vật đặc biệt như là những cái con dị vật sống chẳng hạn nhé, nó cũng gây kích thích mỗi khi nó bỏ ra bỏ vào, gây kích thích hắt hơi, nhưng nó biểu hiện ở một bên mũi. Và ngoài ra thì dựa vào triệu chứng của bệnh sử thì chúng ta sẽ đánh giá về viêm mũi dị ứng gián đoạn hay là viêm mũi dị ứng dai dẳng, cũng như là mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng. Cái đánh giá mức độ này rất là quan trọng, giống như là phân bệnh hen vậy ạ, để chúng ta quyết định là lựa chọn gì là điều trị khởi đầu, cũng như là kết hợp thuốc ta làm sao và theo dõi như thế nào. Đây là thì hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là rất là đặc hiệu của viêm mũi dị ứng, thì là nếp mũi, bởi vì bệnh nhân khi dùng tay để dây mũi thì nó sẽ hình thành cái nếp gấp ở phía trên mũi, rồi quấn mũi nhợt màu. Khi thăm khám lâm sàng ở phía trên thì hình ảnh cái dịch vụ đấy có thể thấy là ta chỉ banh mũi ra một chút thôi thì chúng ta đã nhìn thấy cái dấu hiệu là quấn mũi nhợt màu rồi các cái dấu hiệu khác như là mắt đỏ hoặc là viêm kết mạc ở ngoài, và thậm chí là khi chúng ta banh mũi ra chúng ta có thể nhìn thấy luôn là polyp mũi được che kín hết cái lỗ mũi. Vậy một cái câu hỏi được đặt ra là cái nội soi lăng họng có cần thiết không, và khi nào thì chúng ta chỉ định nội soi lăng họng? Nội soi lăng họng thì hiện tại bây giờ với cái tính phổ biến, tại sao lại phổ biến như vậy? Bởi vì giá thành của nội soi lăng họng bây giờ rất là rẻ. Một bộ máy nội soi lăng họng tôi nhớ là cách đây 10 năm nó rơi vào khoảng 700 triệu cả ốp tích và cả nội soi, thì hiện tại bây giờ nó mới chỉ có 50 triệu thôi, của Trung Quốc chỉ có 50 triệu thôi, thì ảnh nó mất rất là rõ ràng. Nên là tôi cũng và các cái cơ sở đào tạo về y khoa thì cũng thường tổ chức các cái lớp đào tạo nội soi lăng họng cho các cái đối tượng khác nhau, từ bác sĩ nội, bác sĩ nhi cho tới các chuyên ngành. Và người ta đi học và được học trong ngay chỉ việc sau 3 tháng, tôi thấy các bạn soi nhanh như bác sĩ tai mũi họng luôn, soi cả VA nó không có khó khăn gì cả. Nên là nội soi tai mũi họng hiện tại thì với cái tính phổ biến hiện tại thì tôi nghĩ là trong tương lai chắc chắn là các bạn, đặc biệt là kể cả bác sĩ nhi, sẽ kèm theo cả nội soi tai mũi họng. Và tôi cũng thấy là khi mà bệnh nhân đến khám, dù là ở bệnh viện hay ở phòng khám, nếu như mà bệnh nhân được nội soi tai mũi họng bằng hình ảnh, chúng ta chạy kết quả bằng hình ảnh cho bệnh nhân, thì rõ ràng cái sự tin cậy của bệnh nhân cũng như tin tưởng vào cái kết quả chẩn đoán của chúng ta và tin tưởng vào cái phương hướng điều trị cũng và tuân thủ cái sức điều trị đấy cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế còn nội soi tai mũi họng thì có rất là nhiều
nhiều lợi ích. Bởi vì thứ nhất là chúng ta có thể chẩn đoán và xác định trên nội soi. Thứ hai là chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt được luôn với các cái tình trạng bệnh lý khác. Thứ ba nữa là chúng ta có thể đánh giá được các cái bệnh lý kèm theo để chúng ta biết được là nếu chúng ta chỉ điều trị viêm mũi dị ứng không thì liệu rằng bệnh nhân có đỡ được hay không và đỡ được mức độ như thế nào. Chúng ta đánh giá được như là mức độ quá phát của quấn có diện hình giải phẫu hay không, rồi đánh giá luôn được cả là cái VA như thế nào, quá phát ở độ đấy có viêm mãn tính hay không. Và VA cũng là một trong số các cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta thất bại khi mà điều trị viêm mũi dị ứng. Đây ạ, một số những hình ảnh điển hình trên nội soi như là quấn mũi rất là nhợt màu và có quấn mũi hoặc là có cái dịch mũi nó trong vắt như là nước suối vậy, nó chảy ra từ các cái khe giữa hoặc là khe cuốn sạc. Hình ảnh cái độ chính xác của hình ảnh trên nội soi cũng so sánh luôn với trên chẩn đoán hình ảnh là CT, bởi vì người ta không khuyến cáo là với những cái viêm mũi dị ứng thông thường chúng ta chụp CT, và khi nào nếu mà viêm mũi dị ứng chúng ta nhìn thấy có polyp thì lúc đấy chúng ta mới khuyến cáo bệnh nhân chụp CT, hoặc viêm mũi dị ứng mà chúng ta mới điều trị không có hiệu quả mặc dù đã tuân thủ điều trị hướng dẫn điều trị thì chúng ta lúc đấy sẽ có chỉ định cho bệnh nhân đi chụp CT để xác định xem là các yếu tố trên có kèm theo các cái dị hình giải phẫu hoặc các yếu tố mà đã làm cho chúng ta thất bại trong điều trị hay không. Các cái test cận lâm sàng này thì cũng tương tự như là trong chẩn đoán các cái dị nguyên của hen phế quản nhé. Và lát nữa thì phó sư Thúy chắc chắn sẽ trình bày rất là kỹ về phần này. Một số các cái test dị ứng với lại dị nguyên hay gặp cũng như là cái ưu nhược điểm của từng cái loại test như là test để chẩn đoán dị. Gần đây thì có cái phương pháp làm test bằng các cái dị nguyên được xịt mũi cũng khá là thuận tiện và tiện lợi, nhưng mà nó vẫn có một cái nhược điểm là đối với những bệnh nhân mà đã sử dụng kháng histamine hoặc đối với những bệnh nhân mà có tiền sử sốc sốc phản vệ hoặc là dị ứng nặng đối với các dị nguyên thì cũng vẫn không thể dùng được test này. Chẩn đoán tương biệt thì tôi xin nhấn mạnh lại có một vài cái yếu tố như sau. Chúng ta chẩn đoán viêm mũi dị ứng và viêm mũi không dị ứng như là dựa vào tiền sử dị ứng mà không rõ và nguyên nhân khác nhau, một bên có tiếp xúc dị nguyên gây bệnh và còn lại là vi khuẩn vi khuẩn hoặc là viêm mũi vận mạc. Và triệu chứng thì tôi nhấn mạnh vào một nhóm triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng là ngứa mũi, hắt hơi và chảy dịch mũi trong. Trong khi đó thì viêm mũi không dị ứng, đặc biệt là viêm mũi không nhiễm khuẩn thì cái triệu chứng nặng sẽ nhiều hơn và sẽ xuất hiện một số các cái triệu chứng khác như là các cái triệu chứng nhức mặt hoặc là triệu chứng toàn thân. Vậy cái nhóm người bệnh lý mà chúng ta dễ nhầm lẫn là viêm mũi dị ứng, viêm mũi không dị ứng, nhiễm khuẩn ở đường hô hấp trên, rồi viêm xoang mạn tính có polyp và viêm xoang không mạn tính có polyp. Thì người ta dựa vào các cái triệu chứng như các quý đồng của các anh chị là chảy mũi, hắt hơi, rồi hắt mũi, nặng hắt mũi, thở bằng miệng, các triệu chứng ở mắt, triệu chứng là chảy ngược mũi, chảy nước mũi ra phía trước, chảy mũi mũi ra phía sau, rồi ho mãn tính có chảy máu mũi hay không, có đau nhức các xoang mạn hay không, hoặc là có rối loạn giấc ngủ hay không, có ban đầu hay không. Trong đó có hai triệu chứng mà giải thích tôi mong muốn được giải thích kỹ hơn ở đây là cái triệu chứng gọi là thấp thoáng ở phía sau, tức là tôi nhiều bệnh nhân đến mô tả là tôi cảm thấy khoảng là trẻ em hoặc người lớn đã mô tả là tôi cảm thấy được da họng cũng như mắc tờ ở cổ. Hoặc là cái triệu chứng thứ hai là cái triệu chứng là rối loạn chức năng của vỏ, thì trẻ em sẽ kêu là con bị ù tai và con cảm thấy như là nuốt cái gì đó vào tai, còn người lớn sẽ kêu là tôi cảm thấy là giống như nuốt bông vào tai, và cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện cái cảm giác đó không thường xuyên thì nó gọi là nhóm triệu chứng thuộc về rối loạn chức năng la vòi. Có dựa vào đó để chẩn đoán cái việc là viêm mũi dị ứng, viêm mũi không dị ứng hay là viêm xoang mãn tính có polyp hoặc là không có polyp, thì đây là các cái triệu chứng mà thường gặp ở trên lâm sàng để chúng ta dựa vào đó có thể phân biệt được. Trong viêm mũi dị ứng thì chúng ta cần phải lưu ý nữa là các nhóm bệnh đồng mắt. Hiện nay thì theo quan điểm điều trị mới trên thế giới thì rõ ràng là người ta quan tâm rất nhiều đến điều trị các cái bệnh đồng mắt. Nếu như chúng ta thấy một bệnh nhân có viêm mũi dị ứng thì rõ ràng chúng ta phải quan tâm tới tất cả các bệnh trong cái nhóm bệnh atopy disease này, ví dụ như là có hội chứng vừa rồi loạn giấc ngủ hay không, có viêm tai giữa và viêm tai theo cái kiểu của dị ứng nhỉ, rồi có viêm niêm mạc dị ứng hay không, có bệnh lý về viêm da cơ thể kèm theo và đặc biệt là có hen phế quản kèm theo hay không. Bởi vì nếu như mà có viêm mũi dị ứng để xác định tình trạng đó, chúng ta phải điều trị cả một cái tổng thể để mang lại cái kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân được. Ở các cái nhóm bệnh đồng mắt này rất là quan trọng, như là người ta thấy là khoảng các nghiên cứu cho là thấy là 80% bệnh nhân hen phế quản thì sẽ có kèm theo là viêm mũi dị ứng.
và cũng thấy rằng là từ 20-40% bệnh nhân viêm mũi dị ứng sẽ tiến triển, sẽ có hen phế quản. Trong đó thì nếu như mà trẻ em có tình trạng viêm mũi dị ứng thì sẽ khoảng từ nguy cơ từ khoảng 20-70% sẽ phát triển thành hen phế quản ở tương lai. Ở nghiên cứu của Ấn Độ cho thấy khoảng 20-30% dân số Ấn Độ bị viêm mũi dị ứng, và trong đó 15% đã tiến triển thành hen phế quản. Đối với viêm mũi dị ứng và rối loạn giấc ngủ, ngừng thở, ngủ thì cũng là cái mối liên quan, người ta gọi là bây giờ coi như là bệnh lý động mạch của trẻ em, cũng giống như là viêm mũi dị ứng, hội chứng ngừng thở khi ngủ và hen phế quản là ba cái nhóm bệnh lý mà có mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Và đó cũng là lý do mà tại sao hôm nay phó giáo sư Thúy lại chọn cái chủ đề viêm mũi dị ứng, sau đó đến hen phế quản, sau đó lại đến là rối loạn giấc ngủ, bởi vì cùng chung một cơ chế gây ra khi mà nặng không được kéo dài và thở bằng miệng sẽ dẫn đến một số những cái biến chứng và gây tăng trở ngại từ hô hấp trên, ví dụ như là thường xuyên thở miệng, gốc thở sẽ bị đẩy tụt ra phía sau, mặt sọ mặt trở của trẻ em sẽ phát triển theo cái hướng mà nó dài ra, và khi dài ra như thế thì nó sẽ tăng thêm cái nguy cơ tắc nghẽn và tạo thành cái vòng xoáy tâm lý. Bây giờ thì theo cái quan điểm là một thực thông thì có thể thấy là ở phía trên là viêm mũi dị ứng, sau đó ở phía dưới là hen phế quản, và cái hội chứng ngừng thở khi ngủ hay là rối loạn giấc ngủ thì nó sẽ liên quan chặt chẽ tới cả hai cái bệnh lý này. Nên thông thường là nếu nhìn thấy một cái bệnh lý gì đó, hoặc chẩn đoán cái bệnh lý gì đó ở trẻ em thì nên đánh giá thêm cả hai cái tình trạng bệnh lý tiếp theo. Ngoài ra thì với hội chứng ngừng thở khi ngủ ấy, cũng thấy rằng là khi mà điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ trẻ em thường do các cái nguyên nhân mà bao quát amylase, chúng ta đã cắt amylase rồi và chúng ta đã điều trị cho đúng pháp đồ rồi mà chúng ta vẫn thất bại, hoặc là cái sự giảm của cái chỉ số ngừng thở giảm thổ không được nhiều, thì lúc đấy chúng ta phải cân nhắc là nếu chúng ta điều trị kèm theo viêm mũi dị ứng hoặc là hen phế quản, nếu bệnh nhân có cái đồng mắc đấy thì hiệu quả rất là tốt. Chúng tôi có một cái nghiên cứu chúng tôi vào khoảng gần hơn 100 bệnh nhân khi mà điều trị ở những nhóm bệnh nhân mà mắc ngừng thở khi ngủ hoặc mặt sau khi được cắt amylase và amylase rồi thì vẫn còn một cái nhóm có thể rơi vào khoảng hơn 20%, tức là vẫn ngừng thở khi ngủ chỉ giảm thế thôi, nhưng mà nó vẫn ở mức độ vừa. Và sau đó khi mà cho đi đánh giá về tình trạng dị ứng, làm các test dị ứng như và hen phế quản, thì thấy rằng là trong những nhóm đấy hầu hết là đồng mắc đối với viêm mũi dị ứng và hen phế quản, và chúng tôi cho rằng đấy là một trong số các cái nhóm nguyên nhân mà tại sao mà cái hiệu quả điều trị của hội chứng ngừng thở khi ngủ nó lại thấp như vậy. Và sau khi mà chúng tôi xác định được nguyên nhân, chúng tôi kiểm soát khả năng tình trạng kia thì thấy rất rõ ràng hiệu quả về điều trị đã được nâng lên rõ rệt. Đối với điều trị viêm mũi dị ứng thì mục tiêu điều trị vẫn là như vậy thôi ạ, là giảm triệu chứng, ngừa tái phát, sử dụng thuốc an toàn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Và nguyên tắc điều trị ở đây bao gồm là phân loại đúng mức độ, điều trị theo bậc và nhấn mạnh là điều trị các bệnh đồng mắc, giáo dục của bệnh nhân. Các cái nhóm thuốc điều trị thì bao gồm có nhóm thuốc điều trị tại chỗ và nhóm thuốc điều trị toàn thân. Đây là hướng dẫn điều trị viêm mũi dị ứng của Mỹ. Người ta chia ra, người ta dựa vào các triệu chứng ban đầu như là nãy tôi đã trình bày, tức là mức độ là dai dẳng hay là gián đoạn, và mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng, để mà sử dụng là lựa chọn thuốc nào là mức độ tiên, cũng như là phối hợp thuốc như thế nào. Các cái hướng dẫn điều trị của Mỹ, của châu Âu hay là của Úc thì đều tương tự thôi ạ. Họ chỉ khác nhau ở việc là họ nhấn mạnh mỗi một cái đơn vị của cái chung hành chính đó, họ sẽ nhấn mạnh vào các cái một cái lĩnh vực nhất định. Ví dụ như thế này, đây là cái cái lục đồ rất là đơn giản về việc là điều trị viêm mũi dị ứng, thì có thể thấy là ban đầu là tránh dị nguyên đã, sau đó thì ở mức độ nhẹ thì có thể lựa chọn một trong số các quốc gia mà ưu tiên hàng đầu thì vẫn là tán hít ra đi uống hoặc là xịt các cái mũi mũi. Và nếu mà ở mức độ trung bình và mức độ nặng thì có thể phối hợp thuốc. Cuối cùng ở cái này thì mới là điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, và liệu pháp miễn dịch cũng được khuyến cáo ở trong những cái trường hợp mà kèm theo hen phế quản và đã xác định được rõ dị nguyên. Cái này thì phân chia một cách chi tiết hơn là từ bậc 1 đến bậc 5. Và giống như hen phế quản vậy, chúng ta sẽ có hạ bậc khi mà bệnh nhân theo dõi đáp ứng tốt và tăng bậc khi mà chúng ta đáp ứng bệnh nhân đáp ứng không tốt. Đây là các bài hướng dẫn điều trị của châu Âu ạ, thì chúng ta cũng thấy là họ cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà họ nhấn mạnh vào vậy là nếu như mà sử dụng thuốc hạ nhân cho em, nếu như mà bệnh nhân có hen phế quản thì họ sẽ nhấn mạnh vào là chúng ta sử dụng cái thuốc levo cho em kèm theo sợi.
khi mà chúng ta lựa chọn điều trị là tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Ngoài ra, đánh giá mức độ điều trị tùy thuộc vào mức độ tần suất, khả năng tuân thủ tác dụng phụ và đáp ứng điều trị. Ngoài cái việc đánh giá trên lâm sàng, ta có thể sử dụng các cái bảng hỏi như thế này để chúng ta đánh giá các triệu chứng của bệnh nhân, cũng như là cái ảnh hưởng tới chất lượng sống, ảnh hưởng tới tình trạng viêm dị ứng tới chất lượng sống của bệnh nhân. Khi khám huyết tăng như được uống thì vẫn tiếp tục được khuyến cáo là một trong những lựa chọn khởi đầu cho điều trị viêm dị ứng, với các cái ưu điểm như là khởi mắt tác dụng nhanh, dùng một lần trong ngày giảm sạch xe, vế hệ 1 hiệu và vế hệ 2 thì đã hạn chế được nhiều tác dụng này rồi. Đây là các cái thuốc kháng histamin thế hệ 1 và thế hệ 2. Trong đó có một số những cái thuốc kháng histamin bắt đầu thế hệ mới bắt đầu xuất hiện ở trên thị trường của Việt Nam. Tôi để ở phía dưới này. Khi mà điều dùng cũng như là chỉ định đối với trẻ em ở các cái thuốc kháng histamin này, thì chúng ta có thể thấy là hầu hết các thuốc kháng histamin thường sử dụng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Trong đó chỉ có mũi Deloratadine là dùng cho trẻ từ 6 tháng trở lên thôi. Còn một số thuốc khác thì chủ yếu là từ 2 tuổi trở lên đã và rất. Còn những cái nghiên cứu mà sử dụng thuốc kháng histamin cho trẻ dưới 6 tháng thì rất là ít và hầu như là dựa vào kinh nghiệm cá nhân trong những cái trường hợp rất là nặng và chấp nhận nguy cơ rủi ro, chứ còn chưa thấy một cái khuyến cáo nào sử dụng thuốc kháng histamin cho trẻ ở dưới 6 tháng cả. Và các cái thuốc đầu tay thứ hai là thuốc corticoid dạng xịt mũi, thì trên thị trường hiện tại đang có các cái loại như sau. Trong đó thì cũng phải lưu ý là các cái thuốc mà corticoid dạng xịt mũi này thì một số loại sử dụng được cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, còn thì là người lớn và trên 6 tuổi. Thì khi mà chúng ta hết sức lưu ý để lựa chọn về cái độ tuổi sử dụng cho nó phù hợp với khuyến cáo. Khi mà sử dụng corticoid dạng xịt này thì rất là nhiều, đặc biệt là với trình độ nhận thức cao của bệnh nhân như này như hiện tại, và người ta có rất là nhiều các cái thông tin từ mạng rồi bản thân họ có trình độ nâng cao rồi, nên người ta sẽ quan tâm là nếu mà xịt kéo dài như thế, bởi vì xịt corticoid ở mũi là thường phải vào tập từ 1 tháng đến 2 tháng trong một liệu trình, vậy nếu xịt kéo dài như thế thì các cái tác dụng phụ thường là lên xương, lên mắt, lên phát triển chiều cao, rồi thì tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp trên nó sẽ như thế nào. Thì các nghiên cứu thấy rằng là với corticoid xịt mũi để điều trị viêm mũi dị ứng mà tuân thủ điều trị thì cái tác dụng phụ này nó rất là ít rồi ạ. Mặt khác thì corticoid dạng xịt để điều trị viêm mũi dị ứng khác với corticoid dạng xịt để điều trị hen phế quản, các phần tử nó lớn hơn rất là nhiều, nên cái khả năng để xuống đường hô hấp dưới rồi gây ra tác dụng phụ vào máu nhiều để gây ra tác dụng phụ là không có, nên là hoàn toàn là chúng ta có thể yên tâm khi mà chỉ định cho bệnh nhân nếu như là dùng đúng. Khi mà đánh giá hiệu quả của các nhóm thuốc để điều trị viêm mũi dị ứng trên các triệu chứng thì người ta vẫn thấy nghiên cứu cho thấy là kháng histamin đường uống và xịt mũi corticoid xịt mũi là hiệu quả trên tất cả các cái nhóm triệu chứng, làm giảm nhanh triệu chứng và thời gian kéo dài. Ngoài ra thì đối với giải nấm nặng thì hiện tại có các phương pháp như là giải nấm nặng đầu tiên, giải nấm nặng dưới lưỡi rồi xịt mũi rồi uống giảm tiêm hoặc là thậm chí là làm bằng khí dung. Tuy nhiên là dùng các cái phương pháp giải nấm nặng này chỉ được rất là chặt chẽ. Đây là các cái chế phẩm là có trên ở thị trường và người ta cũng nhấn mạnh rằng là cái phương pháp giải nấm nặng này nó chỉ được cho phép sử dụng khi mà có tất cả các tiêu chuẩn tiêm, tức là cái tiêu chuẩn để giải nấm nặng rất là chặt chẽ. Trong đó có cái tiêu chuẩn được nới rộng đấy là nếu kèm các em phế quản mà hoặc là tình trạng viêm mũi dị ứng không kiểm soát được, hoặc là có kèm theo các bệnh đồng mặt như là hen phế quản mà cái tình trạng hen phế quản xác định được là do dị nguyên và cần thiết là dùng giải nấm nặng. Và lợi ích lâu dài của giải nấm nặng sẽ là kéo dài sự cải thiện, phòng ngừa tiến triển của viêm mũi hạng nhẹ cũng như là dự phòng ngừa những bệnh mới. Một vấn đề nữa mà tôi cũng biết là nó đó là chăm sóc dài, bởi vì giống như phó giáo sư Diệu Thúy vừa nói, tức là cái này chúng ta không có điều trị, không phải là điều trị mà là quản lý viêm mũi dị ứng, và chúng ta có là quan điểm là chung sống hòa bình với nó, kéo dài cái thời gian ổn định của bệnh chứ không phải là điều trị khỏi bệnh. Bởi vì có rất nhiều bệnh nhân đến gặp tôi và bác sư đấy có đi khắp nơi rồi có điều trị khắp nơi nhưng mà cháu không khỏi, tức là người ta mong muốn gì ở đây, người ta mong muốn là tôi chúng ta điều trị khỏi cho người ta, nhưng rõ ràng chúng ta nói rằng tôi sẽ điều trị khỏi cho anh chị, như thế là đúng không ạ? Như thế là không đúng. Chúng ta nói rằng là tôi sẽ quản lý tình trạng anh chị ổn định ở mức độ tối đa, bởi vì như thế rõ ràng là viêm mũi dị ứng chúng ta cần phải quản lý nó và quản lý ở mức độ ổn định chứ không phải là điều trị khỏi.
một quản lý ổn định, có một cái biện pháp rất là quan trọng của điều trị tại chỗ, đấy là rửa mũi. Rửa mũi có rất nhiều quan điểm, nếu mà chia sẻ về vấn đề rửa mũi và các phương dịch rửa mũi, tôi nghĩ là nguyên cả một bài hát. Thế nhưng mà tôi xin có tắt ở đây là hiện tại trên thị trường cái này tôi nghĩ là sẽ có ích lợi, có nhiều ích lợi bạn, đặc biệt là các bạn đã bác sĩ đang làm nghề. Trong cái chế phẩm đây là các loại bình rửa mũi được chia ra là mấy loại như sau: là áp lực dương, áp lực âm và không áp lực. Nhưng các bạn nhìn thấy như thế này là cái quy định này thường được sử dụng cho trẻ em lớn và người lớn. Trẻ em lớn thì có một số loại bình được sử dụng cho từ khoảng tầm 6 tuổi trở lên, 12 tuổi trở lên thì chúng ta có thể sử dụng tất cả các cái sản phẩm này rồi. 6 tuổi trở lên thì có một số những sản phẩm như là đầu khoảng bóng bóng nhẹ. Tại sao là thế? Bởi vì áp lực của nó sẽ vừa phải, nó phù hợp cho mỗi cái kích thước tập của trẻ em. Và cũng xin nhấn mạnh là tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều trên thị trường bây giờ các bạn đi vào mời các sản phẩm rửa mũi cho trẻ em, các cái bình rửa mũi cho các trẻ em mà nói rằng từ 2 tuổi có thể sử dụng được, nhưng mà tôi cũng không chưa thấy một khuyến cáo nào của Mỹ cho việc là sử dụng thường quy các cái bình rửa mũi này cho trẻ dưới 6 tuổi đâu ạ. Bởi vì nguyên nhân tại sao là như vậy, hốc mũi của trẻ rất là nhỏ, thế sau đó thì cái vòi ướt sát của trẻ nó lại là nằm ngang và rõ rệt. Nếu như mà chúng ta rửa mũi không đúng cách, hướng dẫn cho người nhà cái nên rửa mũi không đúng cách, hoặc là sử dụng các bình mà có áp lực lớn sẽ gây tăng áp lực, cái sao có những cái vô tình đang trong viêm chẳng hạn, chúng ta sẽ tẩn các cái tác nhân gây bệnh lên tai và gây ra tình trạng viêm tai giữa. Nếu như những đứa trẻ mà lớn một chút rồi biết nói, có nhiều cha mẹ rửa có thể phản ánh lại luôn đối với các anh chị và các bạn là mỗi lần rửa mũi cho cháu thì cháu kêu là nước lên tai và báo tai. Những cái trường hợp điển hình nhất chúng tôi nhận thấy là khi chúng tôi phải đặt ống thông khí cho các em bé thì bố mẹ rửa mũi và thấy rằng nước mũi chảy luôn vào ống thông khí qua tai. Thì các bạn thử hình dung ra cái mức độ là nó không có áp lực mạnh như thế nào. Ngoài ra rửa mũi đúng cách, rửa mũi đúng cách thì thực ra thì tốt nhất là nên rửa lựa chọn những cái bình xịt nhẹ nhàng, và không nên là cái việc là có rất là nhiều những hướng dẫn ở trên mạng ấy, về rửa mũi cho trẻ em nằm ngang rồi đưa không vào, thì thực ra là các bạn học viên cũng như các anh các chị đồng nghiệp ở tuyến dưới cũng như đồng tuyến hỏi có rất nhiều là thế nào mà rửa mũi đúng, nhưng cái đấy họ phải căn cứ vào từng bệnh nhân, bởi vì quá trình phát triển của từng em bé khác nhau mà. Với những em bé mà chưa từng viêm tai giữa bao giờ, chúng ta muốn làm sạch mũi thì chúng ta có thể thử một vài phương pháp. Nhưng đối với những em bé mà đã từng có tiền sử viêm tai giữa thì chúng ta không nên mạo hiểm thử những phương pháp mà gây ra tăng áp lực phía sau có thể đẩy nguyên lên phía trên. Tiếp theo là vấn đề là lựa chọn dung dịch, như là dung dịch sử dụng khi nào, số lượng ra là sao, lựa chọn ra là sao. Như là dung dịch đang chưa kim chương bổ sung mang ngang bổ sung bạc thì gần đây nhất là công nghệ NO thì ở thường thường là sẽ sử dụng nước mũi đặc trưng, bởi vì cái khả năng dẹp tiền và cái khả năng làm sạch của nó tốt. Khi nào thì sử dụng nước mũi kim chương, nước mũi kim chương có một cái ưu điểm lớn hơn, đấy là nó làm giảm cái độ sung huyết của mũi, tức là làm giảm tình trạng hạn mũi. Những cái thuốc mà chúng ta là nhỏ tại chỗ để điều trị hạn mũi thường chỉ để nó ngắn hạn, thường chỉ trong khoảng từ 7 đến từ 5 đến 7 ngày. Thế nếu như chúng ta mà em bé đã tập nặng thì chúng ta làm nặng thì lúc đấy rõ ràng chúng ta phải có một cái sản phẩm thay thế, thì tốt nhất là chúng ta có thể dùng nước mũi kim chương, bởi vì nước mũi kim chương có thể dùng được từ 10 đến 14 ngày và có thể dùng đặc biệt là đi mua kim việt đối với nhóm trẻ mà dưới 6 tháng, bởi vì cả kể cả những cái khúc nhỏ của tại chỗ cũng không có khuyến cáo dùng cho trẻ dưới 6 tháng, mà là chúng ta tự giảm liều và chúng ta vẫn dùng. Ví dụ như có mấy cái nồng độ 0.05 chẳng hạn, nhưng mà trên thị trường bây giờ bắt đầu xuất hiện dưới dạng hàng sách tay, và hàng sách tay thì không nằm trong một khuyến cáo chính thức của Bộ Y tế, không thuộc dược. Chúng ta sử dụng và bệnh nhân có vấn đề gì xảy ra là chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm rồi đó. Nên là những cái em bé sơ sinh nó rất là hay nặng mũi thì tôi cũng thường hay sử dụng nước mũi kim chương, vừa là đảm bảo an toàn cho em bé và vừa là đảm bảo an toàn cho chúng ta. Và nước mũi kim chương thì có thể dùng kéo dài, tác dụng phụ duy nhất của mũi kim chương đấy là đối với các em bé là nó sẽ gây sốt ở niêm mạc mũi và thỉnh thoảng sẽ có cái tình trạng là chảy nước. Nên cũng lưu ý các anh chị là khi sử dụng nhỏ với cái mục đích là chống hạt mũi hoặc là rửa mũi cũng được, thì các anh chị có thể hỏi nếu em bé mà nhỏ mũi một cái, em bé khóc ré lên hoặc là có hiện tượng chảy máu mũi thì tốt nhất là không nên dùng phương pháp đó. Còn bổ sung mang ngang hay là bổ sung bạc thì có thể bổ sung mang ngang có một số nghiên cứu, nhưng mà cái mức độ khuyến cáo nó không mạnh và cái bằng chứng không có cao. Còn bổ sung bạc thì có thể sử dụng trong những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng có bộ nhiễm, có tình trạng bội nhiễm, và gần đây nhất là công nghệ NO thì cũng tương tự như là bạc. Và cái công nghệ NO này hiện tại bây giờ đã bắt đầu xuất hiện nhiều cái nghiên cứu hơn. Cuối cùng thì tôi xin tổng kết lại một vài cái khuyến nghị gần nhất vào năm 2022. Đầu tiên là khi nào là ép dị ứng, hiện người ta khuyến cáo là tức là không khuyến cáo là ép dị ứng một cách thường quy, mà chỉ là ép dị ứng đối với những trường hợp mà
viêm mũi dị ứng dài dặn hoặc là có kèm theo bệnh tầm mắt. Thứ hai là thuốc nhỏ, thuốc kháng histamine được uống và corticoid xịt mũi vẫn là sự lựa chọn đầu tiên với cái strong recommendation. Hai cái này là thuốc lựa chọn đầu tay. Tiếp theo ạ, là gần đây nhất ạ, là thông số 6 đấy ạ, thì người ta cũng khuyến cáo là nên kê kháng histamine thế hệ thứ hai thay vì kê kháng histamine thế hệ thứ nhất. Và vùng 11-12 ạ, bởi vì là hiện tại bây giờ có rất là nhiều bạn rất nhiều là các khi các bạn cứ cư dân không viêm mũi, kể cả viêm mũi các bạn đều kê kháng corticoid dạng xịt mũi cho bệnh nhân. Các bạn không cần phân biệt là có viêm mũi dị ứng hay không, cứ nhìn thấy là cái đặc hiệu là viêm mũi mà có như là viêm mũi phổi ạ, dịch mũi đục là các bạn cứ kê cái corticoid dạng xịt mũi. Nhưng người ta cũng khuyến cáo thêm là đối với bệnh nhân mà đây là lần khuyến cáo ở trẻ lớn và người lớn, hiểu không, tức là đối với những bệnh nhân mà có thể sử dụng cái thuốc xịt mũi, tức là kháng histamine xịt mũi đối với viêm mũi dị ứng theo mùa, và người ta cũng khuyến cáo không sử dụng cái corticoid xịt mũi đơn thuần cho những cái trường hợp mà viêm mũi dị ứng có bộ nhiễm hoặc là viêm mũi. Rồi đối với những trường hợp mà viêm mũi dị ứng các bạn dùng kháng histamine được uống thì các bạn thì lúc đấy chúng ta không kết hợp thêm một cái loại kháng nước cô chú cái chiên được uống nữa, mà sẽ kết hợp với một loại tại chỗ của một loại bản thân, chứ không kết hợp song song hay là được uống. Và cái cuối cùng nhất đối với lại chất cứu, các biện pháp như chất cứu cái chỉ để điều trị viêm mũi dị ứng cũng như là thuốc giảm các cái thuốc gọi là topi của chúng ta, thì người ta nói là người ta không có bằng chứng và người ta không khuyến cáo cái việc này. Cái vấn đề cuối cùng đấy là nặng ve thế nào, bởi vì viêm mũi dị ứng hen phế quản, nếu như mà các bạn điều trị khi mà điều trị thất bại hoặc là điều trị mà thấy đáp ứng không được như mong muốn thì chắc chắn là bạn cần phải kiểm tra ve của bệnh nhân. Bởi vì cái tổ chức VA ở cái cửa phía sau nó vừa gây tắc nghẽn mũi và nó vừa là cái ổ vi khuẩn, và vi khuẩn ở VA thì thường lại có mảng hydrophil, nên nếu như các anh chị điều trị ở hen phế quản thấy vẫn không kiểm soát được thì chắc chắn là sẽ phải kiểm tra VA. Thấy điều trị viêm mũi dị ứng mà chúng ta cứ ngừng thuốc thì bệnh nhân ví dụ như là bệnh nhân đang chảy máu trong, chúng ta không uống thuốc và bệnh nhân chảy tiếp tục do tình trạng của nhiễm, chúng ta điều trị vài nữa bệnh nhân đã chuyển qua được chảy máu trong rồi, sau khi chúng ta ngừng thuốc kháng sinh chúng ta lại thấy bệnh nhân lại quay trở lại chảy tiếp tục, tức là cái tình trạng viêm mũi bị dị ứng bị bổ nhiễm lại, và chúng ta xác định là niêm mạc mũi nhờ có tình trạng dị ứng, thì như vậy chúng ta phải xem là có cái ổ vi khuẩn ở gần đó hay không. Nếu mà sao VA trong những trường hợp này có tình trạng viêm mãn tính hoặc là có quá thấp của VA từ độ 2 trở lên thì lúc đấy khi chúng ta nặng VA đi thì sẽ thấy là cái hiệu quả rõ rệt. Cảm ơn.